em đợi mưa mới hết mưa em mới lên. Bởi vì cô sợ lên ngồi dưới mưa ông ấy. Chỗ này gây cấn đấy. Trận đấu bắt đầu. Bên kia thắng à? Thua. 16 là à, thì... Yêu còn chưa hết. Xác định rồi gì nữa? Bóng tốt. Điểm cho Vân Nham 10-16. Vân Nham cố lên. Đập bóng tốt. Điểm cho Vân Nham 11-16. Chị Lan cố lên. Vâng, như vậy chị Lan đập bóng tốt, điểm 17-11. Vâng, như vậy thì Vân Nham đã nhận điểm 12-17. Sai vị trí. Tốt. Điểm cho Chi Lăng 18-12. Điểm cho Vân Nham 13-18. Bóng ra ngoài, điểm cho Chi Lăng 19-13. Bắn lưới.
Xin có sự thay đổi người. Vâng, Tâm ra Thủy vào. Số 8 vào, 13 ra. Chân bóng không qua lưới. Điểm 26-15. Điểm cho Văn Nham 16-26. Thank you.
chạm lưới điểm cho Chi Lăng 28-16. Vâng, hai đội giằng co rất lâu. Chi Lăng vẫn giành chiến thắng với tỷ số 29-16. Chiến thắng đâu? Nói nhầm.